Bà Sỉnh Vlog đột ngột qua đời khiến nhiều người không khỏi xót xa. Thời điểm bà gặp nạn, rất nhiều người dân đã ra sức tìm kiếm và những clip ghi lại khoảnh khắc đó đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Trưa ngày 30 tháng 8, trên fanpage chính thức của bà Sỉnh Vlog đã đổi ảnh đại diện hình bông hoa sen trắng và đăng thông báo tin buồn cho biết bà đã qua đời khiến cộng đồng mạng bàng hoàng, tiếc thương. Tin buồn, ngày 30 tháng 8 năm 2024 do mưa lớn đất đá sạt lở, bà Sỉnh không may bị ngã xuống suối lũ to, bà Sỉnh Vlog, Triệu Thị Lai, đã mất rồi mọi người ạ, admin fanpage chia sẻ. Theo báo Lao động, ngày 30 tháng 8, ông Triệu Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Lăng Can, Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang cho biết bà Sỉnh Vlog mất do bị đuối nước. Sáng nay bà Lai đi xem nước lũ thì không may đất đá sạt lở xuống suối rồi cuốn trôi. Sau đó, cơ quan chức năng cùng người dân đã triển khai tìm kiếm, hiện đã bàn giao cho gia đình. Bà Sỉnh nghề nghiệp chính ở địa phương vẫn là làm nông nghiệp, gia đình cũng thuộc diện hộ cận nghèo. Bên cạnh đó bà cùng các con cháu thường làm các video vui nhộn, giải trí nên được nhiều người yêu thích, vị này thông tin thêm. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo địa phương cho biết bà Sỉnh được tìm thấy cách vị trí mất tích khoảng 3 km. Cùng với đó, trên mạng xã hội cũng chia sẻ đoạn video rất đông người dân địa phương khu vực Tuyên Quang đã đi tìm bà Sỉnh ngay khi nhận được tin xấu. Thời điểm tìm được bà và trở về, ai cũng không khỏi đau lòng. Dòng xe máy giảm tốc độ đi theo tựa như tiễn đưa người phụ nữ xấu số quãng đường cuối cùng. Dưới phần bình luận, rất nhiều lời tiếc thương, chia buồn được gửi đến bà cùng gia đình, ngày nào cũng nhờ clip của bà Sỉnh mà có thêm nhiều niềm vui, vậy mà. Đau lòng quá, bà Sỉnh hay những người dân vùng núi vẫn luôn phải đối mặt từng ngày với thiên tai nguy hiểm nhường ấy. Mong bà ra đi thanh thản, thương bà quá, sẽ nhớ mãi những hình ảnh giản dị và nụ cười bà mang lại. Bà Sỉnh Vlog tên thật là Triệu Thị Lai, quê tỉnh Tuyên Quang, người dân tộc Tày, được biết đến là một nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok. Dù hiện đã ngoài 50 tuổi nhưng bà vẫn rất tích cực đăng tải những đoạn video dưới hình thức phim ngắn khiến nhiều người thích thú bởi sự chân thật và giản dị. Từ cuối tháng 2 năm 2022, kênh TikTok bà Sỉnh Vlog đã bắt đầu được lập và đăng tải những video đầu tiên lên kênh. Những video này ban đầu có nội dung khá đơn giản. Bà được các cộng sự của mình viết những bài thơ để đọc. Sau đó, nhóm của bà đã ghép nhạc vào để video trở nên hấp dẫn hơn. Dần dần, các video của kênh bắt đầu chuyển hướng sang thể loại phim ngắn. Bối cảnh bà Sỉnh chọn là quay cuộc sống của các cụ bà nơi mình sinh sống. Sự chân thật và giản dị của các diễn viên cũng như bộ răng đã làm nên thương hiệu là những yếu tố giúp kênh TikTok bà Sỉnh Vlog trở nên thu hút hơn với gần 800.000 người follow. Còn kênh Facebook cùng tên cũng đã có hơn 400.000 lượt theo dõi. Diễn xuất của bà Sỉnh và những thành viên trong team thực sự đã khiến người xem không khỏi thích thú. Bằng chứng là nhiều video trên kênh của bà đều thu hút hàng triệu lượt xem. Bà Sỉnh cũng được đánh giá cao bởi cách truyền tải thông điệp bảo vệ và gìn giữ văn hóa dân tộc. Thời gian vừa qua, bà được công chúng biết đến nhiều hơn khi cùng các thành viên team mình xuất hiện trong MV A Lôi của quán quân Rap Việt 2023, Double Tutti. Dù các ông, các bà đã khá lớn tuổi, nhưng chính sự tự nhiên trong diễn xuất của họ đã tạo nên sức hút cho video. Thông tin bà Sỉnh Vlog đột ngột qua đời hiện đang xôn xao khắp các nền tảng, cư dân mạng đã vào kênh bà chia buồn và mong bà ra đi thanh thản.